Nhà hàng 65 độ ở Brussels, Bỉ là quán ăn được đánh giá tốt nhất trong thành phố. Phần lớn là nhờ vào những đánh giá tích cực dành cho nhân viên nhà hàng, những người mắc hội chứng đau. Một mặt cung cấp những bữa ăn ngon, mặt khác là dự án hòa nhập xã hội. 65 độ đang là nhà hàng số 1 trong hơn 2.000 nhà hàng của Brussels trên trang TripAdvisor. Các khách hàng tới đây để gặp gỡ chúng tôi và thưởng thức ẩm thực. Chúng tôi ở đây để cười, để yêu thương và những điều cần thiết trong cuộc sống tuy rất nhiều áp lực nhưng chúng tôi tự hào về bản thân khi đã nỗ lực hết mình tôi rất tự hào tôi nghĩ rằng nhà hàng này rất tuyệt vời tôi thích nơi đây Nhà hàng được thành lập bởi bốn doanh nhân có tiếng trong công tác chăm sóc xã hội. Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Pháp cao cấp. Bếp trưởng là Nicolas Titus, người đã làm việc trong một số nhà hàng có sao Michelin. The kitchen is run by chef Nicolas who worked in was give people to break into the business. Valentin Kogel is one of the co-founders bạn có thể đến bất kỳ nhà hàng nào để thưởng thức món ăn ngon nhưng ở đây chúng tôi có những nụ cười đặc biệt của những con người tràn đầy niềm vui khi được làm việc hàng ngày họ rất trung thực và thật thà tôi cho rằng khách hàng cảm nhận được điều này và đây là yếu tố làm nên sự khác biệt của nhà hàng chúng tôi And yeah, this this is what makes the difference. <laughs>